cứ xoa ngực ấy, cũng thấy có cái cục nhỏ rồi. Cái đi khám liền thì phát hiện những cái khối u ấy, thì bác sĩ Giang cũng tư vấn cho tôi là tôi phải đi làm những cái gì cái gì. Thì bác sĩ Giang đã mổ xong rồi thì chiều hôm nay là xuất viện. Chị em phụ nữ là nên đi khám, đừng có chần chừ. Làm xét nghiệm Pap và xét nghiệm HPV thì phát hiện nhiễm HPV 18, chuẩn đoán là bị ung thư biểu mô tuyến tại chỗ. Lúc đấy thì mình cũng hoang mang lắm. Thì bác sĩ cũng bảo là thì cứ theo hướng điều trị thì sẽ khỏi bệnh. Bác sĩ và y tá bệnh viện thì rất là nhẹ nhàng, tình cảm và hay hỏi han động viên bệnh nhân. Nên là em cũng thoải mái, không có gì phải lo lắng, yên tâm để điều trị cho khỏi thôi. Đây là hai trong nhiều trường hợp đã thoát khỏi nỗi lo lắng về bệnh tật khi được tầm soát và điều trị sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại hệ thống bệnh viện đa khoa Tâm Anh. Ung thư vú và ung thư cổ tử cung là hai căn bệnh ung thư gây tử vong cao nhất ở nữ giới và đang có xu hướng trẻ hóa. Với mong muốn chị em phụ nữ quan tâm sức khỏe và yêu thương bản thân hơn, đặc biệt là tầm soát phát hiện sớm các bệnh ung thư nguy hiểm, nhân dịp tháng 10, tháng nâng niu phái đẹp, chăm sóc sức khỏe phụ nữ Việt Nam, hệ thống bệnh viện đa khoa Tâm Anh ra mắt hai gói tầm soát bệnh lý tuyến vú và gói tầm soát ung thư cổ tử cung với mức giá ưu đãi lên tới 30% bằng hình thức mua gói tại chỗ hoặc sử dụng voucher trong vòng 3 tháng tính từ thời điểm bán. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023. Địa điểm áp dụng tại hệ thống bệnh viện đa khoa Tâm Anh. Đối tượng sử dụng tất cả khách hàng nữ có nhu cầu tầm soát bệnh lý tuyến vú và tầm soát ung thư cổ tử cung. Trường hợp khách hàng mua đồng thời hai gói sẽ được giảm thêm 3% trên tổng giá gói. Lựa chọn gói tầm soát bệnh lý tuyến vú và gói tầm soát ung thư cổ tử cung tại hệ thống bệnh viện đa khoa Tâm Anh, chị em sẽ được tận hưởng những quyền lợi đặc biệt như đội ngũ bác sĩ sản phụ khoa, ung bú, ngoại vú, giỏi chuyên môn, dày dặn kinh nghiệm, có nhiều năm công tác tại nhiều bệnh viện lớn tại Việt Nam, được đông đảo khách hàng tín nhiệm. Hệ thống máy móc hiện đại như máy chụp nhu ảnh, chụp CT, xét nghiệm di truyền, sinh thiết, giải trình tự gen thế hệ mới, v.v. cho kết quả chẩn đoán bệnh chính xác và nhanh chóng. Đặc biệt, khi đăng ký tầm soát bệnh tuyến vú, cổ tử cung, khách hàng được siêu âm Doppler màu 3D. Đây là kỹ thuật siêu âm chuyên sâu và chính xác hơn siêu âm thông thường, với hình ảnh độ phân giải chất lượng cao, đánh giá toàn diện tổn thương vú, cổ tử cung. Ngoài ra, quy trình khám tầm soát chuyên nghiệp, thủ tục nhanh gọn, chị em không cần chờ đợi lâu. Đội ngũ nhân viên y tế, nhân viên chăm sóc khách hàng niềm nở, tận tình sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc. Không gian bệnh viện sang trọng, rộng rãi, thoáng mát, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu cho người tới thăm khám.